Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được nhận ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay của chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, tình hình Biển Đông đến nay vẫn tiếp tục xuất hiện những biến động phức tạp. Chủ đề về Biển Đông vẫn luôn nóng và được nhiều người quan tâm. Trung Quốc liên tục có những hành vi ngang ngược nhằm đạt được mục đích độc chiếm của mình. Các quốc gia Đông Nam Á có vùng biển tranh chấp như Brunei, Malaysia, Philippines thực tế không hề có trong mắt của Trung Quốc. Với âm mưu bành trướng, bá chủ toàn cầu, thì Trung Quốc có thể thâu tóm những nước yếu thế này bất cứ lúc nào. Thế nhưng đối với Việt Nam thì lại khác. Quốc gia này có phần dè chừng hơn. Vì sao thế à? Xét về kinh tế, dân số, quy mô quân đội hay là tiềm lực quân sự, mọi thứ bọn họ đều qua mặt ta. Vậy thì lý do thực tế là gì? Câu hỏi này được một tên dùng mạng Ấn Độ trả lời vô cùng xác đáng. Tự chung lại, anh bạn này khẳng định rằng Việt Nam chúng ta chính là khắc tinh của Trung Quốc trên Biển Đông. Những lý lẽ dẫn chứng cho chủ đề này như thế nào và sự thật có phải như vậy không? Thì hãy cùng khám phá ngay trong video ngày hôm nay nhé. Trước tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về nhận định của người dùng Ấn Độ mà chúng mình vừa nhắc đến bên trên nháy trên Quora, một trang mạng xã hội cho phép hỏi đáp trực tuyến có đăng câu hỏi rằng Việt Nam có phải là đối tượng đau đầu nhất Trung Quốc trên Biển Đông hay không? Sau khi đăng tải, câu hỏi này đã thu hút được rất nhiều ý kiến từ đông đảo cộng đồng mạng. Thế nhưng, gây chú ý nhất là câu trả lời đến từ một nhà quan hệ quốc tế và chính trị Ấn Độ bởi những lý lẽ xác đáng mà anh ta đưa ra. Anh ta nêu ra vấn đề như sau: không chịu thừa nhận yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông, lại xây dựng mối quan hệ ngoại giao với các nước lớn, gây khó khăn cho Trung Quốc trong quá trình và mục tiêu bành trướng của họ chính là nguyên nhân khiến cho Việt Nam trở thành đối thủ khó nhằn. Trung Quốc vô cùng đau đầu trong việc ứng xử với Việt Nam trong cuộc tranh chấp này. Nghe đã thấy vô cùng hợp lý rồi phải không hát? Thế nhưng để hiểu rõ vì sao lại như vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe những phân tích bên dưới nhé. Lý do đầu tiên phải kể đến đó là lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông là hết sức rõ ràng và nhất quán. Chúng ta vẫn luôn giữ vững lập trường đối đầu với Trung Quốc trong mọi mặt. Những hành vi xâm hại đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tái phán đều vô giá trị và không được công nhận. Việt Nam kiên quyết phản đối. Trong khi đó, nhiều quốc gia trong khối ASEAN, những quốc gia có vùng biển tranh chấp lại có những quan điểm khác nhau trong vấn đề này. Họ thường lựa chọn cho mình đồng minh hoặc có thể là một chỗ dựa vững chắc, chẳng hạn như Malaysia và Brunei. Họ thường chú trọng nhiều hơn đến mối quan hệ với Trung Quốc, còn với Philippines thì lại tranh thủ sự hậu thuẫn của Mỹ, lấy Mỹ làm điểm tựa để chống lại đất nước này. Trong khi đó, Việt Nam vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm, không nghiêng ngả về bất cứ bên nào, dù cho Mỹ có nhiều lần thể hiện thành ý muốn hợp tác với Việt Nam chống lại Trung Quốc. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng thời điểm đó, James Mattis thăm Việt Nam trong cả 2 năm liên tiếp 2017 đến 2018 nhiều lần gặp gỡ với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong chuyến thăm vào tháng 1 năm 2018, ông Mattis đã nhiệt tình nói về tương lai hợp tác Việt-Mỹ và khéo léo bày tỏ quan điểm bằng cách gọi hai nước là những đối tác cùng chí hướng. Tiếp tục vào tháng 4 năm 2019, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Philip Davidson đã đến thăm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến công du kéo dài 4 ngày. Người kế nhiệm của Mattis, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper, trong một chuyến thăm vào tháng 11 2019 gặp gỡ không chỉ với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, còn gặp cả Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản, ông Trần Quốc Vượng. Trước những biểu hiện đầy thành ý, cùng với những lời mời gọi hợp tác để chống lại Trung Quốc, nhưng Việt Nam vẫn hoàn toàn bàng quan và quyết giữ lập trường của mình, nghiêm túc thực hiện chính sách 4 không bao gồm không tham gia liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Hơn ai hết, Việt Nam hiểu rằng không thể phụ thuộc vào ai để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ cũng như giữ vững nền độc lập, tự do quốc gia. Bên cạnh đó, Việt Nam còn cao tay hơn khi sử dụng một chiêu bài mà nước bạn không thể ngờ tới, đó là tận dụng sức mạnh từ luật pháp quốc tế, thậm chí là cả sức mạnh thế giới. Trong khi Trung Quốc ngày càng có nhiều động thái hung hăng hơn trên biển như đâm chìm tàu cá Việt Nam, thành lập hai quần đảo thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa, hay như việc cho vận hành hai trạm nghiên cứu khoa học ở Biển Đông, Việt Nam lúc này lại tận dụng thời gian để thu thập đầy đủ những cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử chủ quyền đối với cả Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các quyền hợp pháp khác trên vùng biển của Việt Nam, được xác lập theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, sau đó gửi toàn bộ lên Liên Hợp Quốc để nhờ tòa trọng tài phán xử. Đây là bước đi đặc biệt hợp lý trong đối sách ứng xử với Trung Quốc, khi mà quốc gia này không chịu hợp tác, đàm phán, cũng không muốn thương lượng. Lúc này tìm đến một giải pháp pháp lý là điều cần thiết, bởi trong xã hội quốc tế hiện nay, thượng tôn pháp luật là bổn phận và trách nhiệm của mọi quốc gia trên thế giới. Cách giải quyết này đầy văn minh đã giúp Việt Nam nhận được cái nhìn đầy thiện cảm của bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, còn tranh thủ được sự giúp đỡ của họ trong cuộc tranh chấp này. Thế giới đã nhìn rõ được bộ mặt thật của Trung Quốc, vậy nên chỉ cần một tiếng súng chĩa vào Việt Nam thôi, thì cộng đồng quốc tế sẽ phản kháng lại chúng. Các cường quốc khác cũng sẽ bảo vệ Việt Nam, bởi chính nghĩa cũng như quyền lợi của chính họ. Lý do tiếp theo cũng là một lý do quan trọng, đó là sức mạnh địa chính trị. Việt Nam có vị trí địa chiến lược trong khu vực trọng yếu hàng đầu trên thế giới. Đông Nam Á nằm trên trục đường giao thông quan trọng, các tuyến hàng hải, thương mại được xếp vào loại nhộn nhịp nhất châu Á, là vùng đất giàu tiềm năng, đồng thời còn là một trong những khu vực phát triển năng động nhất trên toàn cầu. Vị trí cửa ngõ của Việt Nam khiến nước ta từ trước đến nay luôn là nơi cạnh tranh địa chính trị và mở rộng ảnh hưởng giữa các cường quốc. Ngày nay, giá trị vai trò chiến lược của Việt Nam có ý nghĩa trong việc triển khai, hiện thực hóa chiến lược đối với các nước lớn trong khu vực. Thế nên, nếu như quốc gia nào có ý định chiếm lấy Việt Nam, cũng có nghĩa là đang công khai chống đối những nước lớn này. Hiểu được vấn đề này, Việt Nam đã tìm cách tận dụng triệt để bằng cách là xuất hiện với vị thế quan trọng trong chính sách đối ngoại của các nước trong khu vực và trên cả thế giới, đặc biệt là các nước lớn. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, xây dựng quan hệ đối tác toàn diện với 13 nước, trong đó có tất cả các nước lớn như Hoa Kỳ và Liên bang Nga. Điều này đã góp phần định vị vững chắc hơn vị thế của Việt Nam trong bối cảnh cục diện khu vực thế giới còn có nhiều biến đổi. Và điều này chắc chắn cũng sẽ khiến Trung Quốc phải dè chừng hơn với quốc gia của chúng ta. Giờ đây, những tranh chấp Biển Đông không chỉ còn là xung đột giữa Trung Quốc với các nước láng giềng ASEAN về các yêu sách mâu thuẫn nữa, nó đã trở thành vấn đề quốc tế. Những tranh chấp hiện nay đã chuyển từ xung đột lợi ích giữa Trung Quốc với ASEAN thành tranh chấp giữa Trung Quốc với Mỹ và cả cộng đồng quốc tế đối với việc sử dụng các tuyến hàng hải ở Biển Đông. Mỹ ủng hộ phía Việt Nam trong vấn đề này, đồng thời công khai chống lại Trung Quốc. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, Mỹ đã điều các nhóm tàu sân bay tác chiến, máy bay ném bom Bi-52 giờ, cùng nhiều vũ khí chiến lược khác tới Biển Đông. Họ khẳng định rằng, Mỹ ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, ưu tiên vai trò của luật quốc tế. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc duy trì tự do hàng hải và ổn định cho ASEAN nói chung và cho Việt Nam nói riêng. Như vậy, có thể kết luận rằng, một mình Việt Nam không phải là đối thủ mạnh cả về kinh tế, ngoại giao và quân sự để chống lại cường quốc Trung Hoa. Thế nhưng, thông qua việc hợp tác với các nước khác, Việt Nam có thể gây ảnh hưởng đáng kể để thay đổi hiện trạng, lật ngược thế cờ có lợi cho mình ở Biển Đông. Và cuối cùng, một lý do khiến Trung Quốc phải vô cùng dè chừng với Việt Nam, đó là tình yêu nước, tinh thần đoàn kết một lòng của nhân dân ta. Từ xưa tới nay, đại đoàn kết là một truyền thống quý báu trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó còn là tài sản vô giá được truyền đời qua nhiều thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng hòa bình hiện tại. Đại đoàn kết là chất liệu nâng tầm dân tộc. Trước những hành động hung hăng của Trung Quốc, mỗi người dân Việt Nam đang cùng chung tay, tạo nên một khối thống nhất, tất cả hướng về Biển Đông, cống hiến hết mình vì Tổ quốc, vì chủ quyền biển đảo quê hương. Những người ngư dân thì quyết tâm bám biển. Cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng tỏ rõ tinh thần đoàn kết bằng việc tổ chức nhiều cuộc meeting, tuần hành hòa bình, phản đối việc làm của Trung Quốc tại nước sở tại. Còn với những người lính trực tiếp làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió thì luôn vững vàng ý chí, đùm bọc, cùng nhau vượt qua khó khăn, để từng ngày, từng giờ bám trụ với biển đảo nước nhà, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tất cả đã làm nên một Việt Nam khó nhằn đối với quốc gia Trung Quốc. Các bạn thấy đấy, với mình đó là lý do đủ để thấy Việt Nam là khắc tinh của Trung Quốc trên Biển Đông chưa a? Mọi thứ hội tụ đầy đủ và trọn vẹn, tạo nên một Việt Nam kiên cường, bất khuất, đủ để chúng ta cảm thấy tự hào khi nghĩ về. Khuất, đủ để chúng ta. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Lekima đổ bộ vào miền đông Trung Quốc vào sáng ngày thứ Tư với sức gió gần 190 km/h, buộc nước này phải sơ tán khoảng 1 triệu người tại tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, vào sáng thứ Tư, bão Lekima đổ bộ tỉnh Chiết Giang với sức gió gần 190 km/h. Dù bão đã suy yếu khá nhiều trước khi đổ bộ đất liền, nhưng vẫn có sức tàn phá ghê gớm. Tại miền đông Trung Quốc đã xảy ra một trận lở đất khiến giao thông gián đoạn trên diện rộng. Thống kê tạm thời có 18 người thiệt mạng và 14 người mất tích. Theo CCTV cho biết, hơn 250.000 người dân ở thành phố Thượng Hải và 800.000 người ở tỉnh Chiết Giang phải sơ tán, trong khi 2,72 triệu hộ gia đình ở tỉnh Chiết Giang bị mất điện. Ngoài ra, mưa bão gây sạt lở đất đánh sập 200 ngôi nhà ở 6 thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang và 66.000 hectare đất nông nghiệp bị phá hủy. Hàng ngàn chuyến bay trong ngày thứ Tư đã bị hủy ở miền đông Trung Quốc, bao gồm hầu hết chuyến bay tại hai sân bay lớn ở thành phố Thượng Hải. Các doanh nghiệp ven biển ở tỉnh Chiết Giang hiện đã đóng cửa hoàn toàn. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ cháy nổ và rò rỉ khí độc tại các nhà máy hóa chất cũng như lọc dầu. Tại Đài Loan, dù chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp của hoàn lưu bão, nhưng nhiều chuyến bay phải hủy bỏ, đồng thời làm gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp trên hòn đảo. Nguồn tin của AFP, Cục Hàng không Dân sự Trung Quốc cho hay, 625 chuyến bay tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và Thành Đô đã bị hủy. Theo CCTV, hiện bão Lekima đang di chuyển về phía Bắc với tốc độ chậm và dần suy yếu. Gần 200 chuyến tàu đi qua tỉnh Sơn Đông đã bị đình chỉ cho đến đầu tuần tới. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc ngày 17 tháng 9 đưa ra cảnh báo màu cam, mức cảnh báo nguy hiểm thứ hai sau cảnh báo màu đỏ được đưa ra hôm trước đó một ngày. Bão Lekima được dự báo tiếp tục đổ bộ vào tỉnh Giang Tô vào sáng ngày 18 tháng 9 theo giờ địa phương, xoay quanh biển Hoàng Hải trước khi tiếp tục di chuyển về phía Bắc và đổ bộ trở lại vào tỉnh Sơn Đông. Số người thiệt mạng đã tăng lên 30 vào hôm thứ Năm, 18 người mất tích và hơn 1 triệu người buộc phải rời bỏ nhà khi bão Lekima tiến vào Trung Quốc hôm thứ Tư. Đài BBC đưa tin bão Lekima bắt đầu đổ bộ vào Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày 17 tháng 9. Cơn bão ban đầu được cho là siêu bão nhưng đã yếu đi một chút trước khi đổ bộ. Lekima là cơn bão thứ 9 đổ bộ vào Trung Quốc từ đầu năm đến nay, nhưng nó là cơn bão mạnh nhất được thấy trong nhiều năm. Ban đầu, Trung Quốc đưa ra mức báo động màu đỏ cho cơn bão, nhưng sau đó đã hạ xuống mức màu da cam. Theo như Reuters cho biết, tại thị trấn Đa Dinh ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vào ngày 17 tháng 9, ô tô ngập trong nước lũ sau khi cơn bão Lekima tấn công. Tân Hoa xã cho biết, cơn bão đã phá hủy hơn 173.000 hectare hoa màu và 34.000 ngôi nhà ở tỉnh Chiết Giang. Chính quyền tỉnh ước tính thiệt hại kinh tế do bão gây ra là khoảng 14,57 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Do tấn công của cơn bão, một vụ sạt lở nghiêm trọng cách thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang khoảng 130 km về phía Bắc khiến cho nhiều người tử vong và 10 người được báo cáo mất tích. Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của các tòa nhà bị hư hại. Cơ quan chức năng đang khẩn cấp cứu hộ những người lái xe bị mắc kẹt do lũ lụt và tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của các tòa nhà, cây đổ và tình trạng cắt điện lan rộng. Khoảng 800.000 người dân ở tỉnh Chiết Giang được sơ tán. Ước tính khoảng 2,7 triệu ngôi nhà bị mất điện khi các đường dây điện bị hư hại do gió lớn. Nhà chức trách đã hủy hơn 3.000 chuyến bay và các dịch vụ tàu hỏa. Tại Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 18 tháng 9, các nhân viên cứu hộ đang sơ tán người dân bị mắc kẹt bằng máy ủi trên đường phố bị ngập lụt sau khi bão Lekima tấn công. Hiện tại, các khu vực chịu thảm họa chủ yếu nằm ở các khu vực hội nhập giữa nông thôn và thành thị. Đây là những khu vực trũng thấp, khi nước lũ từ các khu vực miền núi tập trung và chảy xuống. Những khu vực này bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Phu Song Liang, trưởng nhóm cứu hộ cho dịch vụ chữa cháy ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang cho biết, Lekima hiện đang đi qua tỉnh Chiết Giang và dự kiến sẽ tiến vào Thượng Hải, nơi có dân số hơn 20 triệu người. Thượng Hải cũng đã sơ tán khoảng 250.000 cư dân. Cơ quan khí tượng Trung Quốc thông báo vào lúc 20 giờ tối ngày 17 tháng 9, bão Lekima đã lần thứ hai đổ bộ vào khu vực Duyên Hải, quận Hoàng Đảo thuộc thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, với tốc độ gió lên tới gần 83 km/h. Nhà chức trách tỉnh Sơn Đông cũng cho biết, đến 4 giờ chiều cùng ngày, toàn bộ 26 con đập ở tỉnh Sơn Đông đều đã mở cửa xả lũ, khiến nước lũ ở 6 con sông trong tỉnh đã tràn bờ. Trong khi đó, thông báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia và Bộ Tài nguyên nước dự báo mưa lớn xảy ra tại các thành phố thuộc các tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc, Liêu Ninh và Cát Lâm. Cho đến 5 giờ chiều ngày 18 tháng 9, siêu bão Lekima đã ảnh hưởng tới tổng cộng hơn 6,5 triệu người tại các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông và Phúc Kiến, cũng như thành phố Thượng Hải. Đến nay đã có tổng cộng 32 người thiệt mạng và 16 người mất tích do bão. Trước đó, bão Lekima đã đổ bộ lần đầu tiên tại thị xã Ôn Lĩnh ở Chiết Giang vào lúc 1 giờ 40 phút sáng ngày 17 tháng 9. Lekima là cơn bão thứ 9 và mạnh nhất trong mùa bão năm nay tại Trung Quốc. Cũng trong ngày 18 tháng 9, Cục Văn hóa và Du lịch Thượng Hải thông báo Đến chiều ngày 18 tháng 9, hơn 15 địa điểm nổi tiếng của thành phố như công viên hoang dã Thượng Hải, trung tâm Thượng Hải hay bảo tàng Thượng Hải đã mở cửa trở lại sau khi bão Lekima quét qua thành phố và di chuyển theo hướng Bắc qua các tỉnh Giang Tô và Sơn Đông. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 70 điểm du lịch danh lam thắng cảnh khác ở Thượng Hải vẫn phải đóng cửa kiểm tra an toàn và dự kiến sẽ mở lại trong 2 ngày tới. Động đất ở Tonga. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở Tonga, Ansan, Jeonsu và những nơi khác ở tỉnh Vân Nam, khiến hơn 15.000 người thiệt mạng. Động đất Tonga cùng với động đất Đường Sơn và động đất Vấn Xuyên tạo thành 3 nỗi đau thương khiến hơn 10.000 người thiệt mạng ở Tân Trung Quốc. Trong số 3 thảm họa thiên nhiên này, trận động đất Tonga đã bị phong ấn trong 30 năm vì nó ở giữa cuộc cách mạng văn hóa và nó đã không được công bố rộng rãi cho đến năm nay. Cuộc giải cứu mang nhiều đặc điểm của cách mạng văn hóa hơn và nó đã trở thành một điều hiếm có bi kịch trong lịch sử cứu trợ thảm họa của nhân loại. Vào lúc 1 giờ 44 phút ngày 13 tháng 8, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Jije, huyện Tonghai, thành phố Yuxi, tỉnh Vân Nam, tâm trấn tại vị trí ở vào 24,19 độ Vĩ Bắc, 102,11 độ Kinh Đông. Tính đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, 18 ngôi nhà bị hư hỏng và sập ở các mức độ khác nhau. 5 người bị thương được đưa đi bệnh viện điều trị. Hiện tại, tinh thần và sức khỏe của họ đã ổn định, không có ai tử vong. Tâm trấn của trận động đất thị trấn Shije cách huyện Tonghai khoảng 9 km với tổng dân số khoảng 281.000 người. Ngày 5 tháng 11, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra giữa Tonghai và Esan thuộc tỉnh Vân Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của người dân ở Tonghai, Yansui, Esan, Huaning và Yuxi. Ở làng Guli, thị trấn Gouda, huyện Tonghai, độ sâu tâm điểm chỉ 134 m sau chấn động chính. 12 cơn dư chấn có cường độ từ 5,0 đến 5,9 độ Richter đã xảy ra, gây sạt lở đất nghiêm trọng và các thiệt hại khác. Diện tích bị ảnh hưởng hơn 4.500 km2, làm 15.621 người chết, 338.456 ngôi nhà bị sập và 166.338 gia súc lớn bị chết, thiệt hại rất lớn về người và của. Thiệt hại về kinh tế chỉ tính riêng huyện Tonghai đã lên tới 2,7 tỷ nhân dân tệ tính theo giá so sánh. Nó được đặt tên là động đất Tonghai. Đây là một trong những thảm họa thiên nhiên lớn ở Trung Quốc trong thế kỷ này và là một trong 3 trận động đất lớn giết chết hơn 10.000 người kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chỉ đứng sau động đất Đường Sơn và động đất Vấn Xuyên. Sau trận động đất, nhiều vết nứt trên mặt đất được phân bố dọc theo đứt gãy Kujiang, từ phía bắc của núi Miao Bay ở huyện Yansui, qua Gouda ở quận Tonghai, Luchetian ở quận Esan, Dahaiqua, Nubiadian và trực tiếp đến chân thành phố Esan, với một tổng chiều dài gần 60 km. Trong số đó, các khe nứt trên mặt đất chính không chịu bất kỳ ràng buộc nào về địa hình, trải dài qua các khe núi và gờ, phá vỡ nền đá dài vài km và chỗ rộng nhất có thể lên tới khoảng 20 m. Ngoài các khe nứt, mặt đất phân bố dày đặc dọc theo thung lũng Kijang cũng đã có nhiều vụ sạt lở đất ở một số khu vực. Làng Yuankehan nằm cạnh một lòng sông khô cạn. Gần 50 ngôi nhà của 16 gia đình ở ngôi làng ven sông bị sập khi nền đất trượt từ 100 đến 150 mét về phía đông nam. Xung quanh nó biến thành những rãnh sâu và rãnh to trông thật kinh khủng. Có 4.438 người trong làng, 105 người thiệt mạng và 71 người bị thương nặng ở hẻm núi Kujiang bên ngoài cầu Đại Hưng do sạt lở đất do động đất gây ra. Một trạm bơm trôi bin nước 3 tầng và 10 nhân viên quản lý đã ngay lập tức bị chôn vùi dưới lớp cát lăn. Đồng thời, các mảnh vỡ rơi xuống đã chặn dòng sông thành hồ và mực nước dâng cao hơn 4 mét. Sông đã làm ngập hơn 4.000 hectare đất canh tác ở lưu vực Kujiang, trở thành thảm họa động đất và lũ lụt lớn nhất trong lịch sử của Vân Nam. Trong trận động đất, các tòa nhà bị san bằng, hầu hết các hành khách thiệt mạng và hơn 200 người chết trong khách sạn. Tại trường trung học cơ sở Kusi, huyện Yansui, tất cả 168 trường học đã bị phá hủy bởi trận động đất và chỉ còn lại dàn mái của một ngôi đền cổ. Đêm đó là thứ Bảy, hầu hết giáo viên và học sinh đã về nhà. Trong số 147 người ở lại trường, 54 người chết vì sập nhà, 31 người bị thương nặng, 58 người bị thương nhẹ và chỉ có 4 người an toàn. Trong số đó, tại một khu tập thể nữ, liên tiếp 7 nữ sinh bị chôn chân dưới tường. Nguyên nhân của trận động đất là do địa hình và điều kiện địa chất khu vực này rất phức tạp. Các cấu trúc lỗi đan xen nhau, trong đó hướng Đông Bắc và Đông Tây là phát triển nhất, tiếp theo là hướng Đông Tây Bắc và Tây Bắc. Trận động đất xảy ra cả trên đứt gãy Quang Siang theo xu hướng Tây Bắc, Sự phân bố cường độ của trận động đất trong hai có quan hệ mật thiết với vị trí của đứt gãy Kujang. Xu hướng chung là càng gần đứt gãy Kujang, cường độ càng cao và thiệt hại do động đất càng nặng. Tối ngày 17 tháng 9, một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc, gây mưa to và gió mạnh. Đến thời điểm này, chưa có thông tin về thiệt hại, nhưng chính quyền các địa phương nơi bão đi qua đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão từ rất sớm. Cơn bão đổ bộ vào thành phố Chu Sơn vào lúc 20:30 theo giờ địa phương, với tốc độ gió tối đa đo được gần tâm bão là 151 km/h, đủ mạnh để làm hư hại nhà cửa, quật đổ cây cối và làm sập đường dây điện. Chính quyền tỉnh Chiết Giang đã phải ban hành cảnh báo đỏ với nguy cơ xảy ra lũ quét tại một số khu vực. Trong khi cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc cảnh báo nguy cơ nước dâng tràn bờ tại một số con sông nhỏ ở những nơi bão đi qua, cơn bão sau đó di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc qua vịnh Hàng Châu và đổ bộ lần thứ hai vào thành phố Thượng Hải lúc nửa đêm. Trước đó, để đảm bảo an toàn, giới chức thành phố đã cho hủy bỏ hàng chục chuyến tàu và hàng trăm chuyến bay đến và đi từ thành phố. Anh Xin Fengfei cho biết, tàu của tôi bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Trong trường hợp này, đành phải thay đổi thời gian đi lại thôi. Sau Thượng Hải, bão được dự báo sẽ tiếp tục tràn qua các tỉnh Giang Tô, Sơn Đông với cường độ suy yếu dần và sẽ di chuyển vào Biển Bột Hải vào ngày 19 tháng 9. Ngày 18 tháng 9, Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo bão lên màu cam với bão Mufa. Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 bậc ở nước này. Việc Trung Quốc nâng mức cảnh báo bão đối với bão Mufa được đưa ra trong bối cảnh cơn bão thứ 12 trong năm nay dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào ngày 19 tháng 9. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo gió mạnh sẽ ập vào các khu vực ven biển của vùng lãnh thổ Đài Loan, Chiết Giang, Phúc Kiến, Thượng Hải và Giang Tô từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 9. Trong 3 ngày tới, mưa lớn sẽ trút xuống các khu vực của Đài Loan, Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô, Sơn Đông và Liêu Ninh. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo các khu vực này khẩn cấp chuẩn bị phòng chống bão và yêu cầu người dân địa phương tránh đi lại trong thời gian mưa và gió mạnh. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ mã hóa theo màu, trong đó màu đỏ cảnh báo nghiêm trọng nhất, sau đó đến màu cam, vàng và xanh. Trước đó, cơn bão khí tượng Nhật Bản JMA cho biết bão Mufa ngày 17 tháng 9 đã gây mưa to và gió mạnh tại các đảo ở tỉnh Okinawa của nước này, dự kiến sẽ gây ra tình trạng gián đoạn hoạt động tại các đảo này đến ngày 19 tháng 9. JMA cảnh báo gió mạnh và biển động cũng như sạt lở đất sẽ diễn ra và nước sông tràn bờ do mưa to. Tình trạng mưa bão làm hư hại nhà dân có thể tiếp diễn trong ngày 18 tháng 9. Cơn bão này đang di chuyển chậm về phía Bắc, hướng về phía biển Hoa Đông và đến trưa ngày 13 tháng 9 đã đi qua đảo Ishigaki của tỉnh Okinawa. Tính đến 22 giờ ngày 17 tháng 9, theo giờ địa phương, bão Mufa ở vị trí cách hòn đảo này khoảng 60 km về phía Bắc, Tây Bắc với sức gió tối đa lên tới 198 km/h. Trong khi đó, đảo Hateruma cũng thuộc Okinawa đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 358,5 mm trong 24 giờ tính đến hết sáng ngày 17 tháng 9. Do ảnh hưởng của bão, các hãng hàng không Nippon Airways và Japan Airlines đã phải hủy những chuyến bay đến và đi từ các đảo Miyako và Ishigaki. Ngoài ra, cuộc bỏ phiếu bầu thống đốc Okinawa tại các khu vực của thành phố Miyakojima diễn ra sớm hơn dự kiến. Cũng theo JMA, các điều kiện khí quyển bên trong và xung quanh cơn bão Mufa rất bất ổn định. Dự báo tại Okinawa sẽ có lượng mưa lên tới 300 mm trong 24 giờ tính đến hết trưa nay và từ 50 đến 100 mm trong 24 giờ tiếp theo. Động đất ở Keelung. Quý vị thân mến, vừa qua một trận động đất xảy ra ngoài khơi Keelung, Đài Loan. Đây là trận sóng thần lớn nhất trong lịch sử động đất của Trung Quốc. Cường độ được ước tính là 6,0 độ Richter và trận động đất có liên quan đến một ngọn núi lửa. Ngày hôm đó, cảng Keelung ở Đài Loan nắng đẹp, đầu đông thời tiết dễ chịu. Khoảng 9 giờ sáng, dưới đất liên tục vang lên tiếng ầm ầm. Đến gần 10 giờ, một trận động đất dữ dội từ vùng biển Đông Bắc ập đến. Thành phố cảng vốn yên tĩnh bỗng hỗn loạn, người ta sững sờ khi nhìn vào những tàn tích trước mặt họ. Mưa ở cảng Keelung như trút nước, thuyền bị đẩy vào bãi biển và thủy thủ đoàn không biết phải làm gì. Một số thủy thủ nhảy xuống thuyền lao về nhà, làm sao biết sóng lại ập đến, trăm người bị sóng nuốt chửng. Rất may trận động đất này có trước động đất nhỏ. Trước chấn động, chính mọi người nhận định sẽ có động đất lớn. Hầu hết mọi người đều chạy ra đường từ trước nên thương vong trực tiếp không lớn. Vào ngày xảy ra trận động đất, vùng biển bên ngoài cảng Keelung đầy sương khói, hơi nước và cột nước bốc lên trời, nước biển đục ngầu, các lớp đá ngưng tụ từ magma nổi trên mặt nước, tôm cá chết trôi dạt vào bờ từng lớp. Sau đó, các nhà địa chất nói với chúng tôi rằng khi trận động đất xảy ra, những ngọn núi ven biển bị lật đổ, nước biển dâng cao, các tòa nhà sụp đổ và hàng trăm người thiệt mạng. Cùng vào một buổi sáng sớm, trong vòng chưa đầy 30 phút, 4 trận động đất liên tiếp xảy ra. Trận đầu tiên là trận động đất 4,2 độ Richter lúc 2 giờ 59 phút, tiếp theo là trận động đất 5,9 độ vào lúc 3 giờ 06, tiếp theo là trận động đất 5,0 độ Richter vào lúc 3 giờ 16 và dư chấn có độ lớn 4,7 độ Richter vào lúc 3 giờ 27 phút. Chúng là những trận động đất nông, tâm gần và rung chuyển dữ dội, khiến các khu vực Đài Bắc và Keelung, Yilan và Hoa Liên mọi người thức dậy sau giấc ngủ của họ. Một tuần sau đó, một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi Keelung, Đài Loan. Đây là trận động đất lớn nhất trong năm nay và phát ra năng lượng tương đương với 16 quả bom hạt nhân. Trọng tâm của trận động đất là 181 km. Đây là trận động đất sâu và cường độ có thể cảm nhận được trên toàn Đài Loan. Yilan và Nanao rung lắc lâu nhất, khoảng 38 giây và Đài Bắc khoảng 0,6 giây. Một trận động đất mạnh 6 độ Richter nữa cũng đã xảy ra vào lúc 21 giờ 53 phút cùng ngày. 3 ngày sau đó, một trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra tại Bắc Hải thuộc Keelung, Đài Loan với tâm chấn ở 25,6 độ Vĩ Bắc, 121,9 độ Kinh Đông. Vào lúc 9 giờ 17 phút ngày hôm sau, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra trên vùng biển phía đông Keelung, Đài Loan, tâm chấn ở 25,1 độ Vĩ Bắc, 122,4 độ Kinh Đông, tâm chấn cách Keelung khoảng 70 km và cách Đài Bắc hơn 90 km. Vào tháng 10 vừa qua, 4 trận động đất có cường độ 4,2 độ Richter, 5,9 độ Richter, 5,0 độ Richter và 4,7 độ Richter đã xảy ra. Vào ngày 16 tháng 10, một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi Keelung, Đài Loan. Một trận động đất mạnh 3 độ Richter xảy ra vào ngày 2 tháng 11. Một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter xảy ra vào ngày 7 tháng 11. Trận động đất ở độ sâu 24,1 km ở vùng biển cách trạm địa chấn Keelung 55,1 km về phía đông. Bão Meranti đổ bộ vào Trung Quốc. Thưa quý vị, bão Meranti đã đổ bộ vào khu vực Đông Nam Trung Quốc ngày 17 tháng 9 mang theo gió mạnh và mưa lớn khiến 1,65 triệu hộ gia đình bị cắt điện. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về thương vong trong trận bão được cho là mạnh nhất trên thế giới từ đầu năm đến nay. Cơn bão đã suy yếu sau khi quét qua khu vực phía nam Đài Loan, Trung Quốc và đổ bộ vào Trung Quốc sáng sớm ngày 17 tháng 9 gần thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Hàng chục chuyến bay và tàu đường sắt đã bị hủy, gây gián đoạn việc đi lại tại thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày tại nước này. Những hình ảnh được đăng tải trên truyền thông quốc gia cho thấy các đường phố bị ngập nước, cây đổ và các ô tô bị đè bẹp tại thành phố Hạ Môn, trong khi các nhân viên cứu hộ phải dùng thuyền để sơ tán người dân. Trên toàn tỉnh Phúc Kiến, 1,65 triệu hộ gia đình không có điện, trong đó có khoảng 320.000 hộ gia đình tại thành phố Hạ Môn. Nhiều khu vực của thành phố Hạ Môn cũng bị gián đoạn. Cơn bão Meranti được cho là mạnh nhất trên thế giới trong từ đầu năm đến nay và cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến từ năm 1949. Hàng chục nghìn người đã được sơ tán và các tàu thuyền đã được kêu gọi quay về cảng trước khi cơn bão đổ bộ. Bão Meranti sẽ tiếp tục suy yếu, di chuyển tới Thượng Hải nhưng sẽ vẫn mang theo mưa lớn. Cùng ngày, giới chức địa phương Đài Loan cho biết bão Meranti đã làm 1 người chết và 51 người khác bị thương khi đổ bộ vào Đài Loan. Cùng với gió mạnh và mưa lớn, cơn bão đã khiến 1,1 triệu hộ gia đình bị cắt điện, trong đó có 331.000 hộ vẫn chưa có điện tới trưa ngày 17 tháng 9. Trung tâm ứng phó khẩn cấp của Đài Loan cho biết cơn bão gây thiệt hại về kinh tế khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp. Hơn 710.000 hộ gia đình bị thiếu nước sạch, các trường học, công sở tại địa phương phải đóng cửa do ảnh hưởng của bão. Cũng trong ngày 17 tháng 9, bão Meranti đã khiến hơn 230 chuyến bay bị hủy, làm gián đoạn giao thông đường thủy và đường sắt tại Đài Loan. Các tuyến đường bị ngập nước tại thành phố Tuyền Châu, các thùng xốp trôi nổi trên một con đường tại thành phố Hạ Môn. Hàng rào bảo vệ bị đổ do bão tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Thưa quý vị, từ sau mùa lũ, lượng mưa lớn liên tục ở một số tỉnh phía Nam đã gây ra những thảm họa địa chất nguy hiểm. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 17 tháng 9, một trận lở đất đã xảy ra tại tổ 3 của làng Yuanshan, thị trấn Đa Hê, huyện Hoàng Mây, tỉnh Hồ Bắc do một trận mưa lớn khiến 8 người thiệt mạng. Cùng ngày, một vụ lở đất đã xảy ra tại hệ thống Thiên Bao thuộc làng Siban, thị trấn Gan Long, huyện tự trị Sông Tao Miao, tỉnh Quý Châu và 6 người vẫn đang mất tích. Cách đây vài ngày, Bộ Tài nguyên đã đưa ra dự báo xu hướng thiên tai địa chất nửa cuối năm nay, chỉ ra rằng tình hình phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong nửa cuối năm còn gay gắt, đặc biệt là các hiện tượng khí tượng cực đoan có khả năng gây ra các thảm họa địa chất đột ngột như lở đất và dòng chảy mạnh vụn. LV Zitang, giáo sư tại Học viện Giám sát Địa chất và Môi trường Trung Quốc và Trung tâm Hướng dẫn Kỹ thuật Mối nguy địa chất thuộc Bộ Tài nguyên cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của tờ Tin tức Bắc Kinh rằng với sự gia tăng các dị thường khí hậu trong những năm gần đây, sạt lở đất và các thảm họa địa chất khác trở nên thường xuyên hơn. Đặc biệt, ở vùng núi phía Tây Nam nước ta sẽ xảy ra sạt lở đất, lượng mưa lớn và dòng chảy đá vụn tạo thành những thiên tai phức tạp có sức tàn phá cực nhanh. Các thảm họa địa chất như lở đất có thể được cảnh báo trước. Theo báo cáo, trong nửa đầu năm nay, trên toàn quốc có tổng cộng 149 thảm họa địa chất đã được dự đoán thành công, liên quan đến 4.853 người có thể thương vong. LVG Tan cho biết năm nay, Trung Quốc sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các công cụ giám sát phổ quát tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ thảm họa địa chất và sử dụng hệ thống giám sát vệ tinh Beidou để hỗ trợ giám sát thủ công và cảnh báo sớm. Theo ông Lu Jietang, sạt lở đất nói chung do cả nguyên nhân bên trong và bên ngoài. Mùa lũ hàng năm cũng là thời kỳ có tỷ lệ sạt lở cao kể từ mùa lũ năm nay. Lở đất đã xảy ra ở Quý Châu, Trùng Khánh, Quảng Tây và những nơi khác. Theo lời giới thiệu của ông, các khu vực đồi núi với các dãy núi tương đối đứt gãy ở phía Tây Nam, Tây Bắc, Đông và Đông Nam của Trung Quốc đều rất dễ xảy ra sạt lở đất. Trong đó, khu vực Tây Nam Bộ nằm ở ngã ba bậc 1 và bậc 2, địa hình dốc, cấu trúc đứt gãy, chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn liên tục nên tần suất sạt lở cũng cao hơn các vùng khác. Vào lúc 11 giờ 50 phút ngày Chủ nhật, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ở phía đông Thượng Nghĩa, Hà Bắc, gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Đây là thảm họa động đất nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc đại lục trong năm nay. Khu vực bị động đất bao gồm 19 thị trấn ở các huyện Jiangbai, Shanji, Jiangquan và Guangding, với dân số gần 170.000 người. Trong trận động đất, 49 người thiệt mạng và 11.439 người bị thương, trong đó 362 người bị thương nặng, chiếm 83,9% tổng số người trên toàn quốc trong năm đó. Do kết cấu và lựa chọn địa điểm xây dựng nhà ở của người dân chưa hợp lý, chất lượng xây dựng và khả năng chịu chấn động của nhà ở không mạnh, một số nhà đã nguy hiểm nên thiệt hại về nhà tương đối nghiêm trọng, với diện tích hơn 6,5 triệu m2, trong đó 1,754 triệu m2 bị phá hủy hoàn toàn. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế của trận động đất lên tới 794 triệu nhân dân tệ, chiếm 44,6% tổng thiệt hại năm nay. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế mà thị trấn Cao Thiên, Đại Đồng, Sơn Tây, nơi giáp ranh với quận cũng lên tới 5,879 triệu nhân dân tệ. Sau trận động đất, chính phủ và các bên đã đầu tư tổng cộng 836 triệu nhân dân tệ cho việc cứu trợ thiên tai. Kính thưa quý vị, theo South China Morning Post, thông báo gửi đến 89 triệu người đăng ký theo dõi mạng chia sẻ video trực tuyến Tencent Video của Trung Quốc hôm qua, nói rằng gần như toàn bộ người dân trong tỉnh Sơn Đông đã chết và 7 người đang mất tích. Thông báo của Tencent Video dẫn nguồn tin từ cơ quan ứng phó khẩn cấp tỉnh Sơn Đông. Sơn Đông là một trong những tỉnh đông dân nhất Trung Quốc với 99 triệu người. Tencent Video ngay sau đó đã gửi thông báo khác đính chính số người chết ở tỉnh là 15 người. Cuối ngày, nền tảng video trực tuyến lớn nhất Trung Quốc đăng thông điệp xin lỗi trên mạng xã hội Weibo, nói rằng sai sót trên là do lỗi biên tập và xin lỗi vì bất kỳ tác hại nào đã gây ra. Tencent cũng cho biết sẽ thực hiện đánh giá nghiêm ngặt về quy trình làm việc. Lekima là cơn bão tồi tệ thứ 5 đổ bộ vào Trung Quốc trong 70 năm qua, siêu bão khiến 49 người chết. Sau khi đổ bộ vào thành phố Ôn Lĩnh ở tỉnh Chiết Giang, quét qua Thượng Hải, Giang Tô và Sơn Đông. Một ảnh chụp màn hình cuộc thảo luận nội bộ của công ty xuất hiện trên Weibo cho thấy tất cả thành viên liên quan đến việc đăng thông tin nhầm lẫn bị sa thải. Tencent đã phủ nhận thông tin này. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã chụp ảnh màn hình thông báo của Tencent và đăng trên mạng xã hội. Bạn bè tôi đã hỏi thăm liệu tôi còn sống hay không, một người dân ở Sơn Đông chia sẻ. Nhiều người khác cho rằng đây chỉ là nhầm lẫn và không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng đối với một số người, dòng thông báo cả tỉnh thiệt mạng do bão là điều kinh khủng. Những người Sơn Đông sống ở nơi khác sẽ rất lo lắng cho gia đình khi nhận được thông báo này, một người khác bình luận. Động đất Hai Cheng. Thưa quý vị, trận động đất Hai Cheng là một trận động đất lớn xảy ra ở Hai Cheng, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vừa qua. Vào lúc 19 giờ 36 phút giờ Đài Bắc, ngày 4, một trận động đất mạnh với cường độ 7,3 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Hà Thành và Anh Khẩu, cách tỉnh Liêu Ninh khoảng 16 đến 21 km. Do các nhà khoa học Trung Quốc dự đoán chính xác về trận động đất và đưa ra các dự báo ngắn hạn kịp thời, đã có 18.308 người thương vong trong khu vực, chỉ chiếm 0,22% tổng dân số. Trong đó có 1.328 người chết, chiếm 0,02% tổng dân số, 4.292 người bị thương nặng, 12.688 người bị thương nhẹ, chiếm 0,2% tổng số người bị thương nhẹ. Đây là lần duy nhất trong lịch sử loài người có một trận động đất được dự đoán chính xác. Trận động đất ở Hai Cheng là trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận trong khu vực. Khi động đất chiếu vào, mặt đất ầm ầm, 90% người dân trong khu vực động đất đã nhìn thấy hiện tượng phát sáng ở độ cao thấp. Màu ánh sáng và hình ảnh ánh sáng nhìn xa và gần không giống nhau. Ở gần có thể thấy các dải sáng trắng dài, ở xa có thể thấy các tia chớp đỏ, vàng, lam, trắng, tím. Ngoài ra, người ta còn thấy ánh sáng trắng xanh phát ra trực tiếp từ khe nứt trên mặt đất, cũng như những quả cầu ánh sáng hồng ló ra từ các lỗ thông hơi trong lòng đất. Ở Hai Cheng, Jinkyu và Panjin, người ta thường nghe thấy những âm thanh giống như tiếng sấm bị bóp nghẹt. Tâm trấn của trận động đất có diện tích 760 km2, hầu hết nhà cửa và các công trình khác nhau trong khu vực bị lật đổ và phá hủy. Đường sắt bị bẻ cong một phần, cầu bị hư hỏng, mặt đất xuất hiện các vết nứt, hố sụt, cát nước và hầu như tất cả các ống khói đã bị phá hủy. Trận động đất được cảm nhận trên phạm vi rộng, từ Nên Giang và Mu Dan Giang ở tỉnh Hắc Long Giang ở phía Bắc, Sun Quan ở tỉnh Giang Tô ở phía Nam, thị trấn Guowan ở khu tự trị Nội Mông và thành phố Tây An phía Đông đã vượt ra ngoài biên giới Triều Tiên với bán kính 1.000 km. Trận động đất xảy ra ở khu vực miền Trung và miền Nam của bán đảo Liêu Đông có nền kinh tế phát triển và đông dân cư. Trong khu vực có cường độ động đất 7 độ Richter có 3 thành phố lớn An Sơn, Anh Khẩu và Liêu Dương với dân số 1,678 triệu người và 11 quận bao gồm Hà Thành, Anh Khẩu và Pansan với dân số 6,67 triệu. Tổng dân số là 8,348 triệu người, trong đó dân số đô thị chiếm 20%. Mật độ dân số trung bình khoảng 1.000 người một km2. Tỉnh Liêu Ninh là một trong những cơ sở công nghiệp của Trung Quốc và tổng trị giá sản lượng của ngành công nghiệp nặng đứng đầu cả nước. Khu liên hợp gang thép ở thành phố An Sơn được mệnh danh là thủ phủ thép cả nước. Khu vực này có giao thông thuận tiện, mạng lưới đường cao tốc và đường sắt dày đặc, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ngoài ra còn có một hồ chứa lớn và 109 hồ chứa vừa và nhỏ. Khu vực tâm trấn của trận động đất là 760 km2. Hầu hết nhà cửa và các công trình kiến trúc khác nhau trong khu vực bị lật đổ và phá hủy, đường sắt bị bẻ cong một phần, cầu bị hư hỏng, mặt đất xuất hiện các vết nứt, hố sụt, cát và nước và hầu như tất cả các ống khói đã bị phá hủy. Do trận động đất xảy ra tại khu vực đông dân cư và công nghiệp hóa nên nó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở và công trình trên mặt đất. Thiệt hại do trận động đất gây ra rất phức tạp và đa dạng. Theo thống kê, sau trận động đất đã gây ra thiệt hại cho các tòa nhà khác nhau trong thị trấn, chiếm 12,8% tổng diện tích ban đầu và thiệt hại cho các cơ sở công cộng còn nghiêm trọng hơn. Trong đó, gần 30.000 mét đường giao thông bị phá hủy, hơn 160.000 mét đường ống cấp thoát nước, hơn 1 triệu mét đường cấp điện, hơn 450.000 mét đường dây thông tin liên lạc, hơn 400 ống khói lớn nhỏ, mất nhiều thiết bị công nghiệp và tư liệu sản xuất. Khu vực nông thôn bị phá hủy 27,1% diện tích ban đầu, 38 km đường bị phá, hơn 2.000 cây cầu các loại, hơn 700 công trình thủy lợi, hơn 800 km của các con đập. Về thiệt hại kinh tế trong toàn bộ khu vực động đất, 5 triệu m2 nhà ở đô thị bị hư hại, 1,65 triệu m2 cơ sở công cộng đô thị bị hư hại, 17,4 triệu m2 nhà ở nông thôn bị thiệt hại. 2.937 giao thông đô thị và nông thôn và các cơ sở bảo quản khác bị hư hại, tổng cộng 810 triệu nhân dân tệ. Thiệt hại do động đất ở khu vực thành thị và khu vực công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn hơn. So sánh hai bên thì khu vực thành thị chiếm 61% tổng thiệt hại và khu vực nông thôn chiếm 39%. Vì trận động đất xảy ra vào mùa đông khắc nghiệt nên sau trận động đất, thảm họa đóng băng thứ cấp và hỏa hoạn rất nghiêm trọng. Trước trận động đất, có gió đông nam trong nhiều ngày liên tục và nhiệt độ tăng dần theo từng tháng. Sự thay đổi đáng kể về nhiệt độ cùng với thực tế là hầu hết mọi người sống trong những căn lều đơn sơ chống động đất không được chống lạnh đã gây ra tình trạng tê cóng nghiêm trọng. Ngoài ra, hầu hết các lán chống rung đều làm bằng vật liệu dễ cháy. Mùa đông rét đậm rét hại cộng với việc đun nấu, thắp sáng cũng có thể gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng. Theo thống kê, có tổng cộng 8.271 người thiệt mạng hoặc bị thương trong thảm họa băng giá, trong đó có 372 người chết vì chết cóng và ngạt thở và 6.578 người chết cóng. Thương vong do thảm họa thứ cấp nêu trên chiếm 32% tổng số thương vong, một tỷ lệ khá đáng kinh ngạc, là một bài học đáng ghi nhớ. Ngay sau trận động đất ở Hai Cheng, chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã thành lập trụ sở cứu trợ động đất của tỉnh tại huyện Hai Cheng trong đêm, với các văn phòng y tế và chăm sóc sức khỏe, cung cấp vật tư bảo trì khẩn cấp, an ninh công cộng, dự báo động đất và các cơ quan khác để chỉ huy và thực hiện ngay việc cứu trợ thiên tai. Đơn vị đồn trú ở quận Hai Cheng đã vào hiện trường cứu trợ thảm họa 10 đến 20 phút sau trận động đất. Theo thống kê chưa đầy đủ, họ đã giải cứu hơn 2.700 người. Một trung đoàn đã cứu 426 người trong đêm động đất. Khi cứu người, người bị thương thường được tiêm thuốc trợ tim trước rồi mới được đưa ra ngoài. 5 người bị thương đã được cứu bằng phương pháp này. Sau đó, quân giải phóng nhân dân bắt đầu dọn dẹp toàn bộ khu di tích. Hễ có nơi nào được quét dọn thì người đó được gọi trước, nghe ngóng và xem xét. Sau trận động đất, Bắc Kinh, Cát Lâm, Hà Bắc và các tỉnh, thành phố khác cũng như Liêu Ninh đã cử tổng cộng 101 đội y tế đến khu vực động đất, với tổng số 3.480 nhân viên y tế. Với sự hỗ trợ của người dân địa phương và lực lượng đồn trú, họ đã cơ bản đưa những người bị thương nặng đến một trung tâm y tế tạm thời trong làng hoặc hai bên đường cao tốc với giao thông thuận tiện trong vòng 2 hoặc 3 giờ sau trận động đất và sơ cứu những người bị thương theo điều kiện địa phương. Việc gấp rút vận chuyển những người bị thương đã cơ bản hoàn thành trong vòng 12 giờ sau trận động đất. Chính quyền tỉnh đã khẩn trương bố trí 16 bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh, 3 bệnh viện dã chiến và 3 bệnh viện mở cửa tạm thời trong vùng thiên tai để tiếp nhận và điều trị cho những người bị thương nặng. Tính đến ngày 18 tháng 9, sau trận động đất, 3.464 người trong số 4.700 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp quận hoặc huyện trở lên đã cơ bản hồi phục và xuất viện. Sau trận động đất, chiến dịch sức khỏe yêu nước mùa xuân thường được thực hiện trong khu vực động đất. Điều này đã ngăn chặn sự xuất hiện liên tục của các bệnh truyền nhiễm và giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh. Mưa lớn gây ra thiên tai và các quận và huyện của Nam Xương, thành phố thủ phủ của tỉnh Giang Tây phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Tính đến 14 giờ ngày 18 tháng 9, Nam Xương đã có tổng cộng 86 thị trấn với dân số gần 600.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 588 triệu nhân dân tệ. Theo Tổng cục Bộ Quốc phòng thành phố Nam Xương, sáng sớm ngày 18 tháng 9, các sông lớn ở thành phố Nam Xương đã xảy ra tình trạng lũ vượt mức cảnh báo. Tại khu vực nông thôn Ta Cheng của huyện Chang Xian, Funan đã xảy ra một trận lũ lụt lớn vượt quá mực nước lịch sử. Mực nước tại một phần của đoạn kè của vùng đất Suliangju ở thị trấn Ta Cheng đã ngập đến đỉnh kè, đe dọa đến hàng nghìn người đang sinh sống tại đây và 22.000 hecta đất canh tác. Cục Phòng vệ thành phố Nam Xương đã nâng mức ứng phó với lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 từ 6 giờ sáng ngày 18 tháng 9 và điều động 15.800 người tham gia cứu hộ chống lũ lụt. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã cử 6 đoàn công tác đi kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống lụt bão tại các hồ chứa, kè và trạm bơm. Lực lượng đồn trú ở Nam Xương đã điều động hơn 1.000 dân quân và 6 thuyền xung kích để sơ tán khẩn cấp hơn 1.600 người bị mắc kẹt, đồng thời quyên góp 20.000 nhân dân tệ nước khoáng, mì gói, gạo, dầu ăn và các đồ cứu trợ cần thiết khác cho khu vực thiên tai. Tính đến 14 giờ ngày 18 tháng 9, không có người chết do lũ lụt ở các quận và huyện của thành phố Nam Xương và nguy hiểm ở các nơi về cơ bản đã được kiểm soát một cách hiệu quả. Còn tại sông Phúc Hà, Tân Cương, tỉnh Giang Tây, lũ lụt thảm khốc đã làm hơn 7 triệu người bị ảnh hưởng. Dịch vụ tin tức Trung Quốc tại Nam Xương ngày 18 tháng 9 cho biết do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, 26 con sông ở Giang Tây vượt mức báo động và sông Phu Hê ở Tân Cương đã trải qua một trận lũ lớn một lần trong 62 năm qua. Tính đến 8 giờ ngày 18 tháng 9, đợt mưa lớn này đã ảnh hưởng đến hơn 7,3 triệu người ở Giang Tây với hơn 10 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Mưa xối xả liên tục đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung và miền Bắc của Giang Tây và thảm họa lũ lụt ở một số khu vực còn vượt quá trận lũ lụt lịch sử năm 1998. Theo thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Giang Tây, lượng mưa lớn đã khiến 3.293 người ở Giang Tây bị thương và bị dịch bệnh do thảm họa và 532.500 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 4.644.300 ha và 33.700 ngôi nhà bị sập. Để đối phó với thảm họa, Sở Tài chính tỉnh Giang Tây và Sở Dân chính tỉnh đã khẩn cấp phân bố 20 triệu nhân dân tệ quỹ khẩn cấp cứu trợ thiên tai ở cấp trung ương và cấp tỉnh sẽ được sử dụng để di rời khẩn cấp và tái định cư cho người dân trong khu vực thiên tai, giải quyết khó khăn về đời sống của người dân bị ảnh hưởng và bảo đảm cho người dân bị ảnh hưởng có cơm ăn, áo mặc, nước sạch để uống, nơi ở và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh sau thiên tai. Theo tin tức của Tổng cục Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tây, theo tình hình diễn biến của mưa và mực nước hiện tại, được sự chấp thuận của tỉnh trưởng tỉnh Giang Tây, Bộ Tổng phòng thủ tỉnh Giang Tây đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 vào lúc 23 giờ ngày 17 tháng 9. Yêu cầu các địa phương phải dốc toàn lực làm tốt công tác phòng chống lụt bão. Ngoài ra, cơ quan quốc phòng cũng khẩn trương điều động các vật tư phòng chống lũ lụt và cứu hộ như xuồng cứu sinh, xuồng cao su, áo phao từ kho vật tư phòng chống lũ lụt trung ương để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt của Giang Tây. Theo dự báo của Cục Khí tượng, trong những ngày tới tại Giang Tây sẽ có một đợt mưa lớn nữa, tình hình lũ lụt sẽ gay gắt hơn. Sạt lở đất bất ngờ làm thiệt mạng 8 người. Thưa quý vị, Văn phòng Thông tin của Chính quyền Nhân dân huyện U Pinh, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến vào khuya ngày 17 tháng 9 thông báo, từ chiều tối ngày hôm trước, trên địa bàn quận đã xảy ra mưa lớn và tập trung khiến 2 ngôi nhà trên địa bàn quận bị sập do sạt lở đất và một trong số đó đã làm thiệt mạng 5 người, một vụ khác khiến 3 người thiệt mạng. Đến nay, công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ người tại chỗ đã hoàn tất, công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành. Còn tại Vân Nam, trận mưa xối xả cũng đã khiến 4 người thiệt mạng, 3 người mất liên lạc. Văn phòng Thông tin Chính quyền huyện QB của tỉnh Vân Nam đưa tin vào tối ngày 17 tháng 9 rằng do ảnh hưởng của hệ thống mây cấp độ trung bình và thấp, huyện đã có mưa lớn liên tục kể từ tối ngày hôm trước, dẫn đến 12 thị trấn trong quận ở các mức độ khác nhau. Tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 9, tổng cộng có 4 người thiệt mạng và 3 người mất liên lạc do thảm họa. Từ ngày 18 tháng 9 đến đầu tháng tới sẽ có thêm 2 đợt mưa rõ rệt nữa. Mưa lớn thường xuyên xảy ra ở khu vực phía nam sông Dương Tử. Các địa phương cần đề phòng thời tiết đối lưu mạnh nhưng mưa lớn trong thời gian ngắn. Từ 2 ngày qua, Bexi, Hechi, Lapin và những nơi khác ở Quảng Tây đã hứng chịu mưa lớn đến xối xả, gây ngập úng nghiêm trọng ở một số thị trấn, làng mạc bị lũ lụt, đất trồng trọt bị nhấn chìm và sạt lở đất gây gián đoạn đường giao thông. Hình ảnh cho thấy vườn cây ăn trái ngập nước ở làng Juhe, thị trấn Tương Châu, huyện Tian Đông. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo từ ngày 18 tháng 9 đến cuối tuần, ở trung và hạ lưu sông Dương Tử và phía nam sông Dương Tử có lượng mưa nhiều hơn, sẽ có mưa to đến rất to ở các khu vực Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây và mưa lớn cục bộ ở Bắc Quảng Tây, Bắc Quảng Đông, Phúc Kiến và những nơi khác. Do không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, đợt mưa đầu tiên sẽ kết thúc vào khoảng ngày cuối tuần. Nhưng bắt đầu từ tuần sau, gió mùa Tây Nam sẽ lại mạnh lên theo hướng Bắc và một đợt mưa mới sẽ kết nối liền mạch. Nhìn chung, dự báo trong những ngày tới sẽ có mưa thường xuyên ở Tây Nam Trung Quốc, Giang Nam, Nam Trung Quốc và các nơi khác. Số ngày mưa cộng dồn từ 3 ngày qua có lượng mưa nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước. Khu vực trung hạ lưu sông Dương Tử và một số khu vực phía Nam có mưa to, thường xuyên có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa rất to. Bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp 4 với thiên tai lũ lụt ở khu tự trị. Từ 3 ngày qua đến nay, hầu hết các huyện đều có mưa lớn, một số khu vực bị ngập lụt nặng. Vào ngày 18 tháng 9, lũ lụt đã xảy ra ở làng Đông Quan, thị trấn Đông Yiwen, Basitian. Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng tổng hợp của áp thấp gió mùa và đường cắt nên từ chiều tối ngày 19 tháng 9 đến ngày tiếp theo vẫn có mưa rất to ở các nơi trên khu vực Trung Quốc. Theo dự báo thủy văn, mực nước trung và hạ lưu sông Mân Giang, hạ lưu sông Quý Giang, trung và hạ lưu sông Tây Giang tiếp tục lên. Bộ đội Quốc phòng ra quân ứng phó khẩn cấp với lũ cấp 4 vào lúc 17 giờ ngày 18 tháng 9. Theo kế hoạch khẩn cấp thảm họa lũ lụt khu tự trị Trang, được lãnh đạo Sở Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán của khu tự trị phê duyệt, quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp thảm họa lũ lụt cấp 4 của khu tự trị từ 10 giờ ngày 18 tháng 9. Các đơn vị thành viên của mỗi thành phố được yêu cầu triển khai các công tác quốc phòng khác nhau, theo sự phân công trách nhiệm để đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão. Sạt lở đất ở Tứ Xuyên, Tống Giang giết chết 3 người, 5 hộ gia đình và 13 ngôi nhà bị vùi lấp. Kính thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 9 trên mạng thông tin về một vụ sạt lở đất ở thị trấn Cao Sang, huyện Tống Giang, thành phố Ba Dông và một số người mất liên lạc. Video cho thấy một ngôi nhà bị sập tại hiện trường và các máy xúc đã đến hiện trường để cứu hộ. Vào ngày 18 tháng 9, phóng viên báo Sao Đỏ thông tin từ chính quyền địa phương cho biết 3 người mất liên lạc do sạt lở đất đã được tìm thấy và đã tử vong. Được biết, một điểm quan trắc thiên tai phi địa chất tại Kijaba, EC, làng Yufu, thị trấn Không San đã bị sạt lở vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 do mưa bão lớn. Tại các thung lũng và đường giao thông khiến 5 gia đình và 13 ngôi nhà bên kia núi bị vùi lấp, 3 người mất liên lạc. Lượng mưa tích lũy tại thị trấn Không San đạt 434,6 mm. Sau khi thảm họa xảy ra, huyện Tông Giang đã ngay lập tức đưa ra phương án cứu hộ khẩn cấp do thiên tai và tổ chức các lực lượng cứu hộ liên quan triển khai công tác cứu hộ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố liên tiếp có ý kiến chỉ đạo. Lãnh đạo thành phố và quận đã khẩn trương đến hiện trường sạt lở chỉ đạo, điều động lực lượng cứu hộ xung quanh nỗ lực hết mình để ứng cứu. Trong công tác cứu hộ có tổng cộng 8 đội cứu nạn khẩn cấp, 3 máy xúc, 5 xe cứu hỏa và 5 xe hỗ trợ y tế đã được huy động để tham gia cứu nạn khẩn cấp. Tính đến 23 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, công tác cứu nạn cứu hộ khẩn cấp cơ bản hoàn thành, chuyển được 23 người ra ngoài an toàn. Nạo vét hơn 40 mét lòng sông, khơi thông 3.000 m2 nhà bị san vùi lấp. Vụ sạt lở đất làm 13 ngôi nhà bị vùi lấp, 3 người mất tích do sạt lở đất, vùi lấp dẫn đến tử vong. Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả các nạn nhân đang được xử lý dứt điểm. Toàn bộ số người buộc phải di rời đã được tái định cư hiệu quả. Các công tác hậu sự liên quan vẫn đang được tiến hành. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 9 tại thị trấn Sikin, Nam Bình, Phúc Kiến, cơn lốc hoành hành và tràn vào nhà riêng. Vào 2 ngày qua đã có một trận mưa lớn ở huyện Diên Bình và lượng mưa lớn đã gây ra các thảm họa địa chất như lở đất và các dòng chảy đá vụn ở nhiều nơi ở Yanping và Su Trang. Vào ngày 17 tháng 9, dân làng ở thị trấn Sikin, thành phố Nam Bình lo lắng chạy và nhanh chóng băng qua khu vực sạt lở. Vào 2 ngày qua, có một trận mưa lớn ở huyện Diên Bình và lượng mưa lớn đã gây ra các thảm họa địa chất như lở đất ở Yanping và Xuân Trang ở nhiều nơi khác. Tình hình thảm họa gần Tây ở Nam Bình đang được thống kê. Vào ngày 17 tháng 9, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Nam của thành phố Nam Bình và đặc biệt mưa lớn đã rơi ở quận Diên Bình. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, 11 km đường tháp nối dài của quận đã xảy ra vụ sạt lở. Một xe buýt nhỏ có 31 hành khách trên xe và một xe tải đi qua đường bị đẩy vào hầm ở Westtown Creek. 7 người đã được cứu và 24 người mất tích. Hình ảnh ghi lại hiện trường vụ án trên sông Minh Giang gần Đại học Nông Lâm Phúc Kiến ở thị trấn Sikin. Mọi người đang hồi hộp chờ tìm kiếm cứu nạn. Giang Sông Sông, một người dân ở thị trấn Sikin, Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến đã được cứu sống sau khi bị chôn vùi trong nhà suốt 4 giờ đồng hồ do nhà bị sập bởi dòng chảy nhiều mảnh vỡ. Vào khoảng 0 giờ 14 phút ngày 18 tháng 9, một trận động đất có cường độ 2,9 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba thành phố Trương Gia Khẩu, huyện Sương Hoa, huyện Vạn Tuyền và huyện Hoài An thuộc tỉnh Hà Bắc, tâm chấn ở vị trí 40,7 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông với tiêu cự sâu 14 km. Khi trận động đất xảy ra, một phóng viên của ChinaNews.com đang lướt Internet ở cộng đồng Boyang, phường Sibagang, ở trung tâm Trương Gia Khẩu, thì đột nhiên tòa nhà rung chuyển một chút. Sau đó có người ở trong sân hét lên động đất và một số cư dân chạy ra khỏi tòa nhà để tránh trận động đất. Phóng viên sau đó đã liên hệ với trạm động đất Trương Gia Khẩu đang làm nhiệm vụ nhưng không thể kết nối được do đường dây đang bật. Vào khoảng 11 giờ 52 phút ngày hôm trước đó, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra tại huyện Giang Bay và Jiangxi, thành phố Yanyaku, tỉnh Hà Bắc. Khu vực bị ảnh hưởng bao gồm 37 thị trấn thuộc 4 quận Giang Bay, Jiangxi, Sanquan và Kangbao. Thảm họa đã khiến 49 người thiệt mạng, 11.439 người bị thương, gần 44.000 người mất nhà cửa và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,39 tỷ nhân dân tệ. Cũng vào cùng ngày, mưa lớn đã đổ xuống ở Thượng Hải với lượng mưa trung bình hơn 120 mm, cùng với mực nước sông Dương Tử dâng cao, hiệu quả của hệ thống kiểm soát lũ lụt và thoát nước đã giảm đáng kể, dẫn đến tình trạng ngập úng trên diện rộng ở Thượng Hải và những con đường biến thành sông. Lái xe giống như lái một con thuyền, giống như trong một dòng sông sóng lớn. Một đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy quận Sui Hui của Thượng Hải bị ngập lụt và các con đường trở thành sông, nước ở một số khu vực có thể ngập sâu đến cả mét. Quận Sui Hui là khu vực trung tâm của Thượng Hải và gần sông Hoàng Phố. Tuy nhiên, do mực nước sông Dương Tử và sông Hoàng Phố dâng cao, nước mưa không thể xả một cách hiệu quả, dẫn đến ngập úng trên diện rộng. Sáng ngày 19 tháng 9, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã cập nhật tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng, cho biết lượng mưa tích lũy trong thành phố sẽ đạt hơn 120 mm trong 6 giờ tới. Hiện tại, đỉnh lũ của sông Dương Tử vẫn chưa đến nên có thể dự báo thảm họa lũ lụt mà Thượng Hải phải đối mặt trong năm nay sẽ rất nghiêm trọng. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa gần đây và nước ở thượng nguồn, mực nước ở trung và hạ lưu sông Dương Tử cũng như hồ Đông Tinh và hồ Poyang đã tiếp tục dâng cao vượt mức báo động. Mực nước hồ Tai Hu đã vượt mức cảnh báo. Bộ Thủy lợi đã nâng cấp công trình ứng phó khẩn cấp về thiên tai lũ lụt hạn hán từ cấp 4 lên cấp 3. Lũ lụt đang diễn ra ở nhiều nơi khắp Trung Quốc đại lục. Trong những ngày qua, ở tỉnh Quảng Đông, mưa lớn đã gây ra thiên tai lũ lụt ở thành phố Jingde nghiêm trọng và người dân không thể nhận được sự hỗ trợ. Cục Quản lý nước báo cáo rằng có 99 con sông ở trung và lưu sông Tây Giang trong lưu vực sông Châu Giang và lũ lụt trên mức cảnh báo đã xảy ra. Trong số đó, sông Bắc Giang ở Quảng Đông và sông Lệ An ở Giang Tây có lũ lớn nhất kể từ kỷ lục đo đạc thực tế đến nay. Tỉnh Quảng Đông đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 1. Tính đến 6 giờ chiều ngày 19 tháng 9, hơn 220.000 người trong tỉnh đã buộc phải sơ tán. Do mưa lớn liên tục và việc xả lũ từ các hồ chứa ở thượng nguồn, thành phố Kingyuan, tỉnh Quảng Đông và những nơi khác đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Đoạn video cho thấy ở thành phố Jingde, Kingyuan, nhiều tòa nhà bị nước nhấn chìm, một số bị ngập đến tầng 3, chỉ còn phần mái. Cảnh tượng thảm họa lũ lụt thật đáng sợ. Một số nơi cũng ngập nước, cây cối bị nước lũ nhấn chìm chỉ còn thấy những tán cây. Bức ảnh chụp một cụ già đứng chờ cứu hộ trên nóc nhà bị ngập nước đã được lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người rất lo lắng về thảm họa xảy ra tại địa phương. Người dân địa phương tiết lộ rằng chính quyền có ý định trấn áp các chốt chờ giải cứu. Cư dân mạng đã đăng trên Weibo nói không biết đã đăng blog bao nhiêu lần rồi, những tìm kiếm nóng hổi bị đè xuống, các loại tin tức giải trí tầm phào thì để trên đầu. Nhìn những cảnh dân đang chờ người giải cứu mà thấy đau lòng quá. Mọi tìm kiếm nóng đều bị biến mất không còn dấu vết. Tệ hơn nữa, trạm Jingde, dòng chính của sông Beyang, vào ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương đã tạo ra đỉnh lũ cao khoảng 36 mét. Đây là kỷ lục mực nước cao nhất kể từ khi xuất hiện lũ lụt lịch sử năm 1915. Nhà chức trách cảnh báo cư dân và các tòa nhà dưới tầng 2, trong đó có tầng 2 và tầng 1 phải sơ tán ngay lập tức. Tính đến tối ngày 18 tháng 9, các trường học ở quận Kincheng, thành phố Jingde và quận Yangsan của thành phố Kingyuan đã ban hành thông báo nghỉ học. Tại thành phố Jingde, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa, nhiều nơi nước và điện bị cắt, tín hiệu điện thoại di động yếu, một số người dân mất liên lạc với gia đình. Tại Hồ Nam, lũ lụt bùng phát ở nhiều nơi, toàn bộ một tòa nhà và hàng hóa bị lũ cuốn trôi. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Trong một đoạn video do cư dân quay, người dân hoảng loạn la hét. Nhà bị cuốn trôi, một tòa nhà nhỏ 3 tầng bị cuốn vào dòng nước xoáy. Trong quá trình đi xuống hạ lưu, nó còn đâm vào những ngôi nhà khác trên đường đi, khiến người dân địa phương la hét. Gần đây, nhiều ngôi nhà ở Hồ Nam đã bị lũ cuốn trôi, cho đến nay chưa có báo cáo chính thức nào về thương vong và thiệt hại tài sản được đưa ra. Thưa quý vị, vụ phun trào núi lửa ngầm và thảm họa sóng thần xảy ra ở Tonga, may mắn có khoảng hơn 1.000 công dân Trung Quốc được an toàn. Vào thứ Hai tuần trước, một ngọn núi lửa ngầm ở Tonga đã phun trào và gây ra một chuỗi thảm họa sóng thần và tro bụi núi lửa. Những ngày qua do thông tin liên lạc bị gián đoạn và các con đường bị phong tỏa do núi lửa và sóng thần gây ra, nên việc thống kê của chính phủ Tonga về thảm họa không mấy suôn sẻ kể từ khi vụ phun trào núi lửa ngầm và thảm họa sóng thần xảy ra ở Tonga. Đường dây liên lạc của tàu ngầm Tonga đã bị hỏng và liên lạc với bên ngoài của Tonga bị gián đoạn. Tình hình thiên tai ở Tonga, đặc biệt là tình hình của công dân Trung Quốc ở Tonga, luôn là một chủ đề nóng được cộng đồng mạng quan tâm. Nhìn chung, thiệt hại về tài sản là rất nghiêm trọng. Trong những ngày qua, không khí địa phương cũng chứa đầy tro núi lửa, có hại cho hệ hô hấp của con người. Do đó, chính phủ kêu gọi người dân tránh ra ngoài càng nhiều càng tốt và đeo khẩu trang khi đi du lịch, trật tự xã hội nói chung vẫn tốt. Sau khi núi lửa phun trào, Đại sứ quán tại Tonga đã ngay lập tức đưa ra kế hoạch khẩn cấp tăng cường liên lạc với các cơ quan liên quan của chính quyền Tonga, đồng thời nỗ lực hết sức để bảo vệ sự an toàn của các công dân và tổ chức Trung Quốc tại Tonga. Trên hòn đảo chính của Tonga có hơn 1.000 công dân Trung Quốc và nhân viên công ty. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và tất cả họ đều an toàn, sinh sống và làm việc bình thường. Do thông tin liên lạc giữa Tonga và thế giới bên ngoài bị gián đoạn, chúng tôi đã yêu cầu chính quyền Tonga hỗ trợ tìm hiểu tình hình của công dân Trung Quốc ở các đảo bên ngoài và tích cực hỗ trợ họ. Trong những ngày qua, chính quyền nơi đây đã đến thăm một số gia đình công dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa và hỗ trợ họ những thứ cần thiết. Ngoài ra, vì chúng tôi không thể liên lạc với các thành viên gia đình của họ ở Trung Quốc, chúng tôi cũng thông báo về sự an toàn cho người thân của họ ở Trung Quốc thông qua các phương tiện thích hợp. Chúng tôi cũng muốn thông báo với khán giả trước TV qua cuộc phỏng vấn này rằng người thân và bạn bè của các bạn ở Tonga vẫn bình an vô sự. Theo báo cáo của công ty phát thanh truyền hình Anh BBC vào ngày 18 tháng 9, chính phủ Tonga đã đưa ra tuyên bố công khai đầu tiên sau khi núi lửa ở Tonga phun trào gây ra sóng thần. Thông báo cho biết sóng thần đã khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, một số ngôi nhà đã bị phá hủy trên đảo chính Tongatapu và tro núi lửa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung cấp nước. Vào ngày hôm đó, vệ tinh thời tiết Hinawari 8 của Nhật Bản đã chụp được cảnh núi lửa Tonga phun trào với những đám tro bụi lớn và khí bốc lên và có thể nhìn thấy rõ từ không gian. Các báo cáo cho biết các nỗ lực cứu hộ đã bị cản trở bởi tro núi lửa. Các tình nguyện viên đã làm sạch đường băng tại các sân bay lớn để cho phép máy bay mang nước uống và vật tư cần thiết xuống mặt đất. Chính quyền Tonga cho biết Internet đã bị cắt, nhưng một số dịch vụ điện thoại địa phương vẫn hoạt động và thông tin liên lạc đầy đủ đang được khôi phục. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết chỉ có một quan chức sử dụng điện thoại vệ tinh để chuyển tiếp thông tin giữa cơ quan Liên Hợp Quốc và chính phủ Tonga. Thông cáo cũng cho biết sóng thần đã khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, hàng chục ngôi nhà trên Tongatapu, hòn đảo chính của Tonga cũng bị hư hại. Trong khi đó, các cuộc sơ tán đang được tiến hành trên các hòn đảo bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, chính quyền Tonga cũng tuyên bố rằng các chuyến bay đã tạm ngừng hoạt động và các chuyến vận tải hàng hải bị gián đoạn. Vào 2 ngày vừa qua, theo giờ địa phương, ngọn núi lửa trên đảo Hunga Hai Apai, cách Nuku Alofa, thủ phủ của Tonga khoảng 65 km về phía bắc, đã liên tục phun trào và gây ra một trận sóng thần, từng khiến mạng lưới điện thoại của nước này bị gián đoạn và đất nước rơi vào tình trạng mất liên lạc. Mưa ở Kenju, Tân Cương gây ra lốc xoáy. Thưa quý vị, kể từ 2 ngày qua, lượng mưa lớn hơn 2 ngày liên tiếp đã gây ra lũ quét, lũ ống do thiên tai lở đất. Hơn 100 người chăn nuôi trong khu vực đã bị lũ lụt bao vây, tính mạng và tài sản của họ bị đe dọa nghiêm trọng. Các nhân viên cứu hộ đã giúp quần chúng chuyển đồ đạc của họ và thiệt hại về kinh tế vào khoảng 100.000 nhân dân tệ. Từ 9 giờ 45 phút đến 5 giờ 50 phút ngày hôm kia, Li Gang, phóng viên của Yasin.com, nhận được tin báo từ công chúng tại đồn cảnh sát biên giới Haraki Kenju. Nhiều người dân ở các làng Bulun và Harachi bị lũ lụt bao vây và đang ở tình trạng nguy kịch. Sau khi nhận được tin báo, chi viện đã nhanh chóng tổ chức đội biệt kích cứu hộ lũ lụt mang theo các dụng cụ cứu trợ thiên tai đến hiện trường ứng cứu. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường thì phát hiện cả hai thôn có 36 hộ dân với hơn 100 người bị mắc kẹt, đa số là người già và trẻ em. Ainua, một bà cụ ngoài 70 tuổi bị liệt nửa người dưới, di chuyển vô cùng bất tiện, bà chỉ có một cháu trai nhỏ ở nhà. Lúc này, lũ đang ngập đến chiếc giường cao 50 cm, ông bà và cháu bé nằm bất lực trên giường. Lực lượng cứu hộ lao đến, khiêng cụ già và cháu bé rồi cùng nhau lao ra khỏi căn nhà đổ nát. Đã hơn 10 giờ, họ mò mẫm trong nước lũ. Chỉ trong phút chốc cuối cùng, bà và cháu cũng được chuyển đến khu vực an toàn. Đến 13 giờ 36 phút, lực lượng cứu hộ đã di dời toàn bộ hơn 100 người bị lũ lụt vây hãm ở hai thôn đến khu vực an toàn, đào 12 kênh thoát nước, loại bỏ thành công 5 tình huống nguy hiểm, cứu được hơn 200.000 nhân dân tệ thiệt hại về kinh tế cho người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét sạt lở đất chưa gây thương vong.